Xin kính chào quý vị và các bạn. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ từ chiều tối nay có mưa, mưa rào, có nơi có rông. Các tỉnh Bắc Trung Bộ từ gần sáng mai mùng 2 tháng 12 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, cấp 8, biển động. Các nơi khác thuộc miền Trung và miền Nam thời tiết giảm hẳn mưa. Thưa quý vị, hiện nay thời tiết Kiên Giang rất lý tưởng cho du lịch, đặc biệt là đến với Hà Tiên, một điểm du lịch nổi tiếng ở miền Tây Nam Bộ. Thị xã Hà Tiên nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Kiên Giang và cách tỉnh Lỵ Kiên Giang 93 km. Hà Tiên từ lâu đã nổi tiếng có nhiều thắng cảnh đẹp, thu hút nhiều lượt khách tham quan. Từ trên núi Bình San, Hà Tiên hiện ra thơ mộng đến vô cùng một bên là biển đông mênh mông, một bên là núi voi phục, điểm xuyết là những núi đá vôi cô độc, càng tôn thêm vẻ đẹp riêng của xứ sở Hà Tiên mà không nơi nào có được. Hà Tiên còn có thạch động, còn gọi là Vân Sơn, chính là nơi khởi nguồn của câu chuyện cổ tích thạch xanh chém chằn thấm sâu trong ký ức tuổi thơ. Dọc theo biển, xuôi về hướng nam, du khách sẽ đến với một cụm thắng cảnh nổi tiếng khác của Hà Tiên là Hòn Trông và được ngắm nhìn Hòn Phụ Tử ngày đêm sóng vỗ của những huyền thoại, thắm đượm tính nhân văn của người dân Việt. Thiên nhiên ưu đãi cho Hà Tiên một tổng thể hài hòa núi, biển, đảo và đồng bằng kết hợp thành một vùng đất đẹp như tên gọi. Biển Hà Tiên cũng rất dồi dào sản vật ngon và lạ. Tiếp theo mời quý vị theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Phía tây bắc bộ trời còn nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ, đêm trời rét. Tại Điện Biên, nhiệt độ thấp nhất ở mức 18 độ và cao nhất là 26 độ, độ ẩm khoảng 70%. Sapa, nhiệt độ chỉ từ 10 cho đến 15 độ, độ ẩm khoảng 80%. Còn tại Tam Đảo thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 cho đến 19 độ, độ ẩm khoảng 100%. Phía đông bắc bộ trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa nhỏ, chiều tối và đêm sẽ có mưa, mưa rào và giải rác có rông, trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ biến đổi trong khoảng từ 18 cho đến 24 độ, độ ẩm ở vào khoảng 80%. Hạ Long, nhiệt độ thấp nhất ở mức 17 độ và cao nhất là 20 độ, độ ẩm 95%. Còn tại Hải Phòng, nhiệt độ phổ biến từ 17 cho đến 20 độ, độ ẩm là 100%. Cuối không khí lạnh gây mưa và trời lạnh về đêm khu vực từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế mây thay đổi ngày nắng đêm có mưa rào vài nơi riêng phía bắc gần sáng ngày mai có mưa có nơi mưa vừa mưa to và rông tại sầm sơn nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất lên đến mức 25 độ độ ẩm khoảng 90% phong nha kẻ bàng nhiệt độ dao động từ 22 đến 27 độ độ ẩm khoảng 90% huế nhiệt độ phổ biến từ 21 cho đến 30 độ độ ẩm là 75% qua khỏi đèo Hải Vân, ngày mai thời tiết sẽ chuyển xấu hơn hôm nay. Đà Nẵng và Hội An trời nhiều mây, có mưa rào và rông, gió đông bắc mạnh cấp 3. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 23 cho đến 31 độ, độ ẩm khoảng 75%. Hội An nhiệt độ thấp nhất ở mức 22 độ và cao nhất là 30 độ, độ ẩm 75%. Bà Nà, nhiệt độ chỉ ở mức 15 đến 23 độ và độ ẩm là 80%. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận khá thuận lợi cho du lịch, ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, Nha Trang nhiệt độ thấp nhất ở mức 23 độ và cao nhất là 30 độ, độ ẩm khoảng 75%, mũi né nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 đến 32 độ, độ ẩm 70%, còn tại Vũng Tàu nhiệt độ thấp nhất ở mức 24 độ, cao nhất là 32 độ, độ ẩm 60% khu vực Tây Nguyên thời tiết đẹp, hầu hết không mưa hoặc mưa nhỏ không đáng kể. Pleiku không mưa trời lạnh về đêm, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 cho đến 30 độ và độ ẩm ở vào khoảng 50%. Buôn Ma Thuột không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở mức 19 độ, cao nhất 30 độ, độ ẩm là 60%. Tại Đà Lạt trời cũng không mưa và trời rét, nhiệt độ phổ biến từ 12 đến 24 độ, độ ẩm là 55%. Các tỉnh Nam Bộ thời tiết còn khá thuận lợi cho du lịch. Tại Tây Ninh không mưa, nhiệt độ thấp nhất ở mức 23 độ và cao nhất là 33 độ, độ ẩm khoảng 50%. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa, nhiệt độ giao động từ 24 đến 33 độ, độ ẩm 60%. U Minh sẽ có mưa rào nhẹ, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 32 độ, độ ẩm là 70%. Ngày mai thời tiết biển còn xấu, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau và Côn Đảo sẽ có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 4 cấp 5. Trong cơn rông cần đề phòng có lốc xoáy và gió rất mạnh. Vùng biển từ Cà Mau cho đến Kiên Giang và Phú Quốc cũng có mưa rào rải rác và có nơi có rông gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 26 độ, cao nhất 30 độ, độ ẩm khoảng 70%. Còn tại Phú Quốc thì nhiệt độ biến đổi từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm khoảng 80%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!